hương núi rừng mới là người trai hiền. Có yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiền. Có yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiền. Trước màn nhỏ quý vị và các bạn, đây là những dòng lọc bãi Hàn Quốc mà tôi đã tiếp tục để tiếc lên đường cho anh em. Với dòng lọc Hàn Quốc Inken EQ3200G, có cả màu đen, màu ghi và những dòng lọc A5 1088. Những mẫu lọc này thì size EU, hình thức rất đẹp, và những dòng lọc này tôi xả cho anh em với giá rất là sâu, để anh em chơi bổ sung vào những cái dàn âm thanh chúng ta nó thiếu những cái giải âm thanh, và quý vị có thể là nghe nhạc được chuyên sâu hơn, nghe nhạc hay hơn, được nịnh tai hơn. Những dòng lọc này thì tôi xả cho anh em giá rất sâu. Đây là cái đơn của tôi về thì gần như là nó bị full công suất của cái dòng lọc này. Nhiều anh em là đặt hàng phải đến 3-4 hôm bắt đầu mới làm kịp để gửi cho anh em, bởi vì lọc này thì trước khi gửi tôi phải vệ sinh qua một chút cũng như kiểm tra cho anh em. Nên là nhiều anh em thì đặt đến 3-4 hôm mới nhận được, như hai anh này thì Nguyễn Văn Thanh có địa chỉ 1313131 này, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam. Anh thứ hai là anh Nam có địa chỉ ở thôn Hạ Dương, Gia Lâm, Hà Nội này. Thì hai anh này thì đặt khá lâu rồi, 3-4 hôm rồi, ngày hôm nay tôi mới test được để gửi cho anh em. Đấy, thì anh em cũng thông cảm, bởi vì những dòng lọc này thì bán giá cho anh em rất là sâu. Trước khi bán thì tôi vẫn phải kiểm tra rất kỹ để test nó tất cả những cần nó hoạt động được hiệu quả, gần như là tất cả các cần đều phải hoạt động, không được cần nào nó lỗi, cũng như là test đầy đủ kỹ cho anh em rồi bắt đầu mới dám gửi cho anh em. Đấy, bởi vì thực ra là những dòng lọc này bán cho anh em rất là rẻ rồi. Đấy, nhưng mà phải đảm bảo cho anh em về chất lượng, chứ không phải cứ bán thanh lý rẻ mà bán hàng theo kiểu là bán đại trà. Này thì bên tôi quan điểm là trước khi bán cho anh em là phải test kỹ vào đẹp, vào sống, vào zin cho anh em. Đấy, thì với những dòng lọc Hàn Quốc này giá rất là hấp dẫn cho anh em. Anh em có thể liên hệ sớm với cửa hàng tôi theo số máy cửa hàng là 0385 2228. Đấy, thì anh em những cái dòng lọc này anh em không phải cọc, anh em cứ lên đơn hàng là tôi gửi cho anh em, tôi kiểm tra hàng đúng hàng, test ok rồi anh em bắt đầu mới thanh toán tiền anh em nhé. Đấy, cứ điện nhận được hàng là test ok bắt đầu thanh toán. Về được những cả những dòng nâng tiếng của Hàn Quốc này, đấy, những dòng liver này là LQ1170 này, dòng nâng tiếng này thì chất âm rất là hay, nghe nhạc chuyên sâu và các giải âm thanh của nó cực kỳ tốt. Rồi, thì anh em có thể liên hệ sớm cửa hàng. Đây, clip này thì mình test nhanh thôi, test nhanh cho anh em để giới thiệu anh em cũng như là quảng bá cái dòng sản phẩm này anh em biết. Anh em xem video clip nhớ like này, đăng ký kênh và chia sẻ video clip, comment mạnh ở phía dưới. Thì có những sản phẩm giá tốt này thì tôi sẽ đăng cho anh em, và để anh em có thể tiếp cận những dòng sản phẩm nghe nhạc có giá hợp lý, giá 1.600.000 anh em nhé, giá rất là tốt. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video clip.